các bạn thân mến, hôm nay tôi lại đến với các bạn để chúng ta cùng nhau chia sẻ đức khiết tịnh trong đời sống vợ chồng. Các bạn thân mến, có mâu thuẫn không và nghịch lý không khi nói đến sự khiết tịnh trong đời sống vợ chồng? Bởi thưa các bạn, khi nói đến khiết tịnh là nói đến một phạm trù đối nghịch với tình dục. Vì khiết tịnh là khái niệm thường được người ta dành để nói đến nhân đức mà các tu sĩ cần phải chiếm hữu. Vì họ là những người sẵn lòng tự nguyện sống độc thân vì nước trời, cho nên họ khước từ đời sống tình dục. Còn những người chọn bậc sống đối bạn như các bạn đây là những người muốn dấn thân cuộc đời của mình trong trách nhiệm làm chồng, làm vợ, làm cha và làm mẹ. Trách nhiệm đó được trao ban qua đời sống hôn nhân, một định chế tự bản tính quy hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái. Và con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn nhân và là sự đóng góp lớn lao kiến tạo hạnh phúc của cha mẹ. Vì thế qua định chế hôn nhân, vợ chồng trao hiến cho nhau để nên một qua hành vi tính dục quan niệm như thế vô hình chung dẫn đưa tới một sự hiệu lầm tai hại trước tiên là thần thánh hóa các linh mục tu sĩ coi họ là những người siêu phàm kế đến là tầm thường hóa đời sống tính dục coi hành vi tính dục là những gì xấu xa đáng coi thường nên hạ thấp đời sống ôn nhật Thực ra thưa các bạn, tính dục in sâu trong bạn tính các loài thụ tạp. Đó là yếu tố để bạo tồn nòi giống. Sách sáng thế đã tường thuật, Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loại, và mọi, mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp, Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy biển và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ, Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Vì thế các bạn thân mến, tính dục đóng vai trò quan trọng trong sự hiện hữu của từng con người. Đến nỗi khi tách tính dục ra khỏi con người thì con người không còn là một nhân vị thật sự. Cho nên dù là sống đời độc thân hay đôi bạn, mỗi người đều mang trong mình tính dục. Đây là yếu tố căn bản của lời chúc phúc hãy sinh sôi nảy nở cho thật nhiều. Vì thế, theo quan niệm của Kitô Tô giáo, tính dục là công trình của đấng tạo hóa. Nó là quà tặng lớn lao được đặt để trong thân xác con người. Nhờ đó, con người có khả năng sinh sản và được tham dự vào năng lực sáng tạo. Tính dục như một thứ tinh thần nhập thể trong con người. Đó là năng lực thiện hạo được Thiên Chúa tặng ban Nhờ đó con người được cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Vâng, thưa các bạn, từ bản chất tính dục là điều thiện hảo. Một mặt vừa kiến tạo hành vi hướng thượng, cộng tác với Thiên Chúa theo lời chúc phúc. Đàn khác kết nối mối tương giao giữa hai thực thể khác với nhau để trở nên một. Người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai thành một xương một thịt. Sự gắn bó này làm nên một, một lúc được biểu tỏ trong một tình yêu thanh khiết không bị quấy rối bởi dục tình. Con người và vợ mình cả hai đều trần truồng và không xấu hổ trước mặt nhau. Sách sáng thế đã trình bày như thế thế nhưng sự thanh khiết của tính dục đã bị hoen ố khi tội lỗi xâm nhập vào thế gian làm cho tương quan tính dục trở nên rắc rối thưa các bạn sách sáng thế tường thuật tiếp con nghe thấy tiếng ngài trong vườn con sợ hãi vì con trần truồng nên con lận trốn Adam đã thưa với Chúa như thế tính dục không còn đơn thuần là động lực để giúp con người thực thi lệnh truyền của Thiên Chúa và kiến tạo mối tương quan hỗ tương tuyệt hảo giữa vợ chồng. Tội đã bóp méo tính dục để nó trở thành động lực thúc đẩy sự ước muốn chiếm đoạt, làm cho niềm vui trong sự khác biệt giới tính chỉ còn là hành vi xuất phát bởi sự ích kỷ. Động lực tính dục có đặc điểm là hướng ngoại, nay bị rối loạn bởi một chuyện động hướng nội, thay vì quy hướng về người khác, nó lại quy hướng về chính mình. Xin được trình bày với các bạn Mục Thứ Nhất Sự Hoan Lạc Trong Đời Sống Vợ Chồng Cho dấu bị tội làm méo mò, Thiên Chúa vẫn không loại bỏ tính dục ra khỏi con người. Ngài làm cho con người và vợ con người những chiếc áo bằng da và mặc cho họ. Có nghĩa là Thiên Chúa vẫn bảo vệ định chế hôn nhân và ngay từ buổi ban đầu tạo dựng Ngài mà Ngài đã thiết lập. Và khi lấy áo da mặc cho họ, điều đó cũng có nghĩa là Ngài muốn khẳng định về luân lý tính dục, tức hành vi tính dục chỉ được thực hiện trong mối tương giao vợ chồng khi trao hiến thân xác cho nhau vợ chồng cũng trao cho nhau niềm hoan lạc mà hoạt động tính dục mang lại việc tận hưởng sự hoan lạc này là chính đáng bởi chính đấng tạo hóa đã muốn rằng trong nhiệm vụ truyền sinh đôi vợ chồng cảm thấy một sự vui thú và thỏa mãn nơi thân xác và tinh thần vì vậy, vợ chồng chẳng làm điều gì xấu khi tìm kiếm và tận hưởng sự khoái lạc đó. Họ đón nhận những gì đấng tạo hóa đã ban cho. Nguồn hoan lạc vợ chồng mang lại cho nhau như là phương thế để vợ chồng thăng tiến tình yêu, củng cố sự thủy chung và minh định mối tương quan lệ thuộc lẫn nhau đến nỗi khiến họ không còn là một hữu thể trọn vẹn nếu thiếu vắng người kia. Dĩ nhiên sự hoan lạc trong tương giao tính dục chỉ mang lại niềm vui đích thật khi sự hoan lạc này được trao ban và đón nhận trong tương quan vợ chồng hợp pháp. Nếu tìm kiếm sự khóa lạc qua mối tương giao tính dục thời tiền hôn nhân, ngoài hôn nhân đều nói lên tính ích kỷ, vô trách nhiệm, sự gian dối của hai người và làm mất đi vẻ đẹp của tính dục trong hôn nhân bởi tính dục đích thật luôn mang nguồn hoan lạc và niềm vui nhằm nuôi dưỡng tình yêu chân chính giữa vợ chồng phục vụ cho sự sống mang lại bầu khí đầm ấm cho đời sống gia đình ngoài ra thưa các bạn như đã nói ở trên tội đã bóp méo tính dục cho nên nhiều đôi vợ chồng đã tầm thường hóa tình dục Coi đó như là phương thế để xả stress Hay là để giải quyết một đòi hỏi nhu cầu sinh lý Và lấy hoan lạc là điểm dừng của tương giao tính dục Nhiều cặp vợ chồng đã thực hiện hành vi tính dục Chỉ tìm duy nhất sự hoan lạc cho chính mình Để tìm sự thỏa mãn cho dục tình Cho nên họ đã tìm đến phương pháp tính dục sai lệch như khẩu dâm của mỗi bên đối với nhau hoặc giao hợp nửa chừng hoặc sử dụng các phương pháp nhân tạo nhằm ngăn cản sự thụ thai. Hành động như thế là đánh mất chính căn tính cốt lõi của sự hiện hữu thụ tạo được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Còn những kỳ tô hữu đánh mất đi sự thánh thiêng của hôn nhân mang đặc tính bí tích. Vì đó là dấu chỉ tình yêu của Chúa Kitô dành cho hội thánh. Các bạn thân mến, giờ tôi xin được trình bày sự khiết tịnh trong hôn nhân. Khốn cho khiết tịnh nếu nó không được thực hành trong yêu thương, nhưng khốn cho yêu thương mà không có khiết tịnh. Đây là những lời của thầy dòng biện Đức Benoit Standard và tôi tin chúng có thể rất hữu ích trong văn hóa thời nay nơi mà hầu như mọi người cả trong thế tục lẫn trong đời sống khiết tịnh tận hiến đều nghĩ rằng tính dục và khiết tịnh là thứ đối lập nhau như thủ địch tính dục và khiết tịnh không phải là đối thủ như kiểu nền văn hóa và giáo hội chúng ta thường nhận định Chúng chỉ là hai mặt của một đồng xu Chúng cần có nhau Tính dục không có khiết tịnh Thì vô hồn và không đáng trọng Ngược lại khiết tịnh tự xem mình là cao vượt thay tách rời khỏi tính dục Thì sẽ kết cục trong cằn cội Phán xét và giận dữ Khốn cho cả hai nếu không biết tôn trọng mặt kia Bởi thế thưa các bạn hôn nhân chỉ có thể đạt tới sự thiền nào của nó khi nó được trình bày đầy đủ hai chiều kích tính dục và khiết tịnh. Khi nói đến khiết tịnh, nhiều người chúng ta chỉ nghĩ đến khái niệm tương quan ngược chiều với tình dục. Thực sự không phải thế các bạn ạ. Khiết tịnh là sự tôn trọng thích đáng và kiên nhẫn thích đáng không chỉ cách thế đối xử trong hôn nhân mà thật ra còn là cách thể đối xử của ta trước mọi chuyện trong đời. Khiết tịnh không phải là độc thân và càng không phải là lãnh đạo. Người ta có thể độc thân nhưng không khiết tịnh. Cũng như người ta có sự sinh hoạt tình dục tích cực nhưng vẫn khiết tịnh. Nếu hiểu đúng thì khiết tịnh không phải là bài bác tình dục mà nó bảo vệ tính dục khỏi sức mạnh quá dữ dội của chính nó bằng cách tạo nên những bộ lọc cần thiết và sự kiên nhẫn và tôn trọng để cho người khác được là chính mình, cho chúng ta được là chính mình. Và cho tình dục được là một ơn thiêng đem lại sự sống như mục đích của nó. Trong cuốn Holy the Firm, Anne Dillard đã cho chúng ta một hình ảnh rất thú vị về khiết tịnh. Bà kể rằng, một ngày nọ, khi ngắm một chú bướm vất vả chui ra khỏi kén, và bà đã mất kiên nhẫn tiến trình thoát kén thật đẹp nhưng chậm kinh khủng, nên bà đã lấy một cây nến và thêm một nhiệt lượng cho nó. Chú bướm chui ra khỏi kén nhanh hơn, nhưng bởi tiến trình đã không theo đủ thời gian và sự tự do cần thiết của nó nên chú bướm chui ra với đôi cánh bị hỏng quy luật tự nhiên đã không được tuân thủ một lỗi lầm trong khiết tịnh một sự mất kiên nhẫn thiếu khôn ngoan một sự hấp tấp dẫn đến khiếm khuyết xảy ra trong tự nhiên vậy khiết tịnh trong hôn nhân là gì Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định từ bản chất chính định chế hôn nhân và tình yêu vợ chồng quy hướng về việc sinh sản và giáo dục con cái như chóp định cao quý của hôn nhân. Để có thể đạt được điều mà bản chất hôn nhân đòi hỏi thì Đức Khiết Tịnh được coi là phương thế tuyệt hảo giúp cho đôi vợ chồng thực hiện được điều đó. Bởi đức khiết tịnh trong hôn nhân hướng dẫn lòng ham muốn khoái lạc nhục dục theo đòi hỏi những mục đích hôn nhân đề ra sinh con, giúp đỡ và xoa dịu nhục dục. Nói như công đồng Vaticano thứ hai, đức khiết tịnh giúp cho tình yêu vợ chồng vượt xa khỏi xu hướng nhục dục thuần túy. Vì xu hướng này nếu được tôn thờ một cách ích kỷ, sẽ mau chóng tán biến và kéo theo những hậu quả thảm bại các bạn thân mến đức khía tình làm cho đôi vợ chồng nhận ra những hành vi thực hiện sự kết hợp thân mật luôn là hành vi mang đặc tính nhân linh cao cả vì từ một nhân vị hướng đến một nhân vị khác bằng một tình cảm tự ý nên bao gồm hạnh phúc toàn diện con người do đó tình vợ chồng có thể đem lại một phẩm giá đặc biệt cho những biểu lộ của thể xác và tâm hồn và khiến chúng trở nên cao quý như những yếu tố và dấu hiệu đặc thù của tình yêu đôi bạn. Điều đó có nghĩa là đức khiết tình giúp cho hành vi tương giao tính dục giữa vợ chồng không dừng lại ở bản năng tính dục nhưng hướng dẫn bản năng đó theo những đòi hỏi của đức ái sự hướng dẫn này làm ta tránh được tìm kiếm khoái lạc nhục dục thái quá tránh tầm thường hóa tính dục như trò tiêu khiển đơn thuần đức thánh giáo hoàng joan paulo đề nghị đã dạy tính dục qua đó người nam và người nữ hiến thân cho nhau bằng những hành vi riêng và đặc trưng của đôi phối ngẫu không chỉ là một cái gì đó thuần túy sinh học nhưng nó đụng chạm đến phân thâm sâu nhất của nhân vị. Tính dục chỉ được thực hiện một cách nhân bản đích thực nếu nó là một phần để hoàn thành tình yêu. Qua đó, người nam và người nữ cam kết hiến thân trọn vẹn cho nhau cho đến chết. Thưa các bạn, Đức khiết tình trong hôn nhân giúp cho vợ chồng tương kính lẫn nhau tôn trọng phẩm giá của nhau. Không coi bạn đời là phương thế giải quyết cho những đòi hỏi sinh lý, nhưng nhìn thấy nơi nhau hình ảnh của Thiên Chúa, để từ đó trao cho nhau những hành vi trao hiến hỗ tương. Trong ý thức nhờ việc trao hiến này, cả hai trở nên một. Và để cùng cộng tác với Thiên Chúa làm nảy sinh sự sống. Nhờ đó, hai người làm cho nhau thêm phong phú trong niềm hoan lạc và lòng biết ơn những hành vi ngược lại với đức khiết tịnh trong hôn nhân là gian dâm. Là hai người trai gái chưa kết hôn với nhau đã giao hợp với nhau cách bất chính, đây là một trọng tội. Thứ hai là mại dâm. Là giao hợp với gái điếm, đó là tội trọng cho dù đã trả tiền. Kế là ngoại tình, là sự giao hợp giữa hai người nam và người nữ mà ít nhất là một người đã có và đang có dây hôn phối. Đây là một trọng tội và còn gia tăng về tội bất công nữa. Thủ dâm. Hành động cố tình tìm khóa lạc cục đợt cực độ để người đàn ông xuất tinh. Đàn bà tiết ra những âm dịch bằng việc kích thích qua tay chân hoặc bằng hình ảnh chứ không do giao hợp. Đây là một trọng tội thủ dâm vợ chồng có hai khía cạnh Vợ chồng chủ tâm kích thích cho nhau đến xuất tinh ra ngoài Việc giao hợp Kế đó là giao hợp nửa chừng Thú dâm là việc giao cấu với một con vật Hay đụng chạm đến cơ năng sinh dục của con vật để tìm thỏa mãn Đây cũng là một trọng tội vì đã đồng hóa con người với con vật kê dâm là, là một tác động sinh dục hòa toàn vẹn ngoài cơ năng sinh dục như ở nơi miệng hậu môn. Đây là một trọng tội. Thưa các bạn, việc vợ chồng vận dụng các năng lực về giới tính để trao hiến trọn vẹn cho nhau là điều cần thiết. Có như thế, vợ chồng mới đem lại cho nhau một niềm hoan lạc sâu xa, vừa kiện toàn sức khỏe, vừa là cho trí não được quân bình. Và điều quan trọng là làm cho vợ chồng ngày càng trưởng thành hơn trong tình yêu. Nghĩa là vừa biết trao hiến cho nhau, đón nhận những sự tôn trọng và yêu thương nhau. Đây là yếu tố cần thiết cho sự thủy chung của vợ chồng và làm cho gia đình được êm ấm hạnh phúc. Tuy nhiên, thưa các bạn, để đạt được sự trưởng thành trong tình yêu qua việc hiến thân cho nhau, vợ chồng phải nhận ra rằng tình yêu không chỉ được nuôi, nuôi dưỡng đơn thuần bằng tình dục Nhưng còn cần được thăng tiến bằng sự khiết tịnh Vâng, tình dục và khiết tịnh cần có nhau Tình dục đem lại sinh lực khát khao, nồng nhiệt và khẩn bách Khiến chúng ta nhận ra trong vô thức hay ý thức rằng Ở một mình thì không tốt Nếu dập tắt tiếng nói của tính dục Chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi và giận dữ mặt khác khiết tịnh cho chúng ta biết rằng trên hành trình tìm kiếm sự hòa hợp với mọi thứ vượt ngoài bản thân chúng ta phải đủ kiên nhẫn và tôn trọng để cho người khác được trọn vẹn là chính họ và chúng ta được trọn vẹn là chính mình thân ái chào các bạn xin được kết thúc buổi chia sẻ hôm nay